mấy cái ông mà hả vợ cho tiền nhiều đó. Oh. Bắt đầu là có tiền chi, bắt đầu rủng rỉnh trong tay. Oh. Bắt đầu là sanh tật. Đúng rồi. Bởi vậy con nhớ, con phải quản thằng Thượng. Dạ. Không có cho nó tiền chi tiêu nhiều. Dạ. Cho tiền chi tiêu nhiều là hả nó rửng mỡ. Còn nữa nha, phải để ý dấu hiệu của nó về coi nó có ngọt lạc gì với mình không. Ủa sao vậy cô? Tự nhiên nó về nhà nó quà cáp ha, nó ngọt ngào với mình là nó đang âm mưu che giấu một cái tội ác nào đó. Ủa tốt mà cũng âm mưu nữa hả? Có nghĩa là bình thường không sao. Mà tự nhiên một bữa đẹp trời nào mà đem quà cáp tặng hoặc là ngọt ngào hoặc là nịnh vợ là phải suy nghĩ coi ở ngoài đường có làm chuyện gì mờ ám hay không. Hiểu chưa? Cái vụ karaoke sao rồi? Cái vụ đó con chạy rồi. Sao chạy? Thì con là kỹ sư xây dựng, làm nghề phải bằng cái tâm. Muốn cái quán karaoke đó hoạt động lâu dài á thì phải xây. Không lẽ anh Thượng là cái người đàn ông chạy từ quán karaoke ra hả? Con là con không làm được đâu. Mất uy tín. Mà chồng con dương dòng lao lý, mà tuổi thanh xuân của con thì còn quá dài. Con sẽ trải qua những tháng ngày đau đớn, mòn mỏi chờ đợi. Con biết cái cảnh đi thăm nuôi chồng không? Con có coi phim đó. Con biết nó thảm đến cỡ nào không? Con có thấy. Rồi đến cái ngày mà chồng con ra khỏi vòng lao lý, cái ngày mà con đón chồng con đó. Con già rồi, tóc con đã bạc phơ. Dạ. Nhưng mà mai, mai cho con là hai đứa vẫn chưa có con. Nhưng nếu như con đã có con rồi mà chồng con vướng vào vòng lao lý thì con phải ngày ngày ôm sâu. Là sao? À, ôm đứa con, ôm đứa con. Chuyện mẹ trong nàng dâu có ai yêu nhau.